Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ Tiên Cá tuần 31. Có sự xuất hiện trở lại của bạn người cá Abraham, bạn người cá Khánh và một số bạn người cá mới đang đứng ở đằng kia. Đó. Ê, bạn mấy bạn đó người cá cũ luôn rồi. Cũ lắm rồi nhưng mà ít đi bơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái chương trình game show nhỏ nhỏ trước khi đợi mấy bạn người cá đến đông đủ ha. Bây giờ tôi sẽ làm một clip so sánh về sự khác biệt và trải nghiệm cảm giác của sử dụng đuôi tiên cá của Tion và đuôi người cá của hãng FinFun. Đây là một cái da cá của hãng FinFun. Rồi, ở đây là có bạn người cá Khánh, em sẽ mặc cái đuôi của FinFun với cái da của FinFun vào. Còn bạn Abraham thì mặc đuôi tiên cá của Tion và cái monofin của Tion. Rồi, em biết mặt không? Cái đuôi của Tion nhìn hơi bị bối rối đúng không? Đúng rồi, đuôi Tion làm cho biểu diễn người cá chuyên nghiệp mà. Còn FinFun là để vui, chơi. Cần hai bạn tập khởi động với nhau. Bài khởi động trước khi xuống nước. Rồi hai bạn đứng gần luôn hả? Rồi bắt đầu làm nha. FinFun và Tion. Rồi. Đồ FinFun và đồ Tion. Mấy em thấy làm sao, được không? Đẹp không? Đẹp không? Ừ đúng rồi, cái đó là vây bơi của cá đó em. Rồi mời hai em xuống khởi động dưới nước, kết hợp thở và đuôi cá dưới nước nha. Rồi thả miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên, rồi lắc đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, coi ai tạo ra lốc xoáy đẹp hơn. Wow, lốc xoáy của bạn Abraham mạnh quá. Còn lốc xoáy của bạn FinFun là không thấy cái nào luôn nè, các bạn thấy không? Đó, thấy lốc xoáy của Abraham khủng không? Có nghĩa là bạn ấy sẽ bơi rất là nhanh, rất là lướt nước. Còn FinFun nè, không đủ lực để tạo ra lốc xoáy. Rồi, tiếp. Thấy chưa, Abraham như vũ bão dưới nước luôn. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ test đến khi mà các em bơi ở trong nước sẽ như thế nào nha. Tôi sẽ xuống nước để đợi các em. Rồi, hai em xuống nước. Đây rồi, bắt đầu. Nói cảm nhận cho tôi biết về cái chiếc đuôi tiên cá và người cá mà hai em đang mặc nha. Thở nước ổn định, hơi thở. Thở nước đều đi Abraham. Không phải bơi đua nha, mà là lượn dưới nước cho thiệt đẹp. Xuống, thở nước, thở nước. Cần các em hãy bơi chậm lại nữa, chú tâm vào hơi thở của mình và tập trung lực vào phần eo của mình. Thả lỏng chân ra, giữ thẳng đầu gối, khép sát chân lại khi kéo tay trường ngực lên nha. Bây giờ mấy em thử lặn 3 nhịp dưới nước, ok không? Bắt đầu.
chậm thôi nha. Nước ổn định hơi thở đi rồi, bắt đầu nói cảm nhận cho tôi biết về cái chiếc đuôi tiên cá và người cá mà hai em đang mặc nha. Chào hai em, nửa tháng rồi không gặp, khỏe không? Phải nửa tháng rồi không? Không biết nữa. Tuần trước mấy em có đi không? Tuần trước nữa có đi không? Tuần trước nữa có đi không? À, vậy là nửa tháng đúng rồi. Rồi hai em giới thiệu lại tên của mình cho mấy bạn biết đi. Em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh và Ngọc Linh. Hai bạn hôm nay cảm thấy như thế nào? Khỏe không? Nếu khỏe làm 10 vòng đi. Khỏe mà. Khỏe làm 10 vòng thôi. Được không? Nói chứ hai em xuống nước rồi mấy em thở nước đều. Rồi bơi qua bơi lại thư giãn nha, cố gắng tập trung vô hơi thở để mình không có bị mệt, mình kiểm soát hơi thở của mình nó ổn định á. Đếm 1 2 3 thở ra rồi hít hơi vào, tập đi để hồi vô sự kiện thì có cơ hội thắng quà. Rồi bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn bạn Abraham xem bạn ấy thấy như thế nào về mặt cái chiếc đuôi tiên cá mà Mentione. Sau khi mình đặt chiếc đuôi của Mentione thì chiếc đuôi này cảm nhận đầu tiên mình là nó đẹp. Thứ hai là cái che đuôi thì nó rất là mịn, rất là dẻo dai. Còn cái đuôi kia thì cũng rất là nhẹ, có thể bơi mượt mà không thấy mệt. Cái đuôi nào? Monofin đó hả? À, đúng rồi. À, cái lõi bên trong cái da đúng không? Giống như là cái xương cá vậy đó. Ở bên trong này thì nó có tầm 3 lớp, đầu tiên là nhấp ra ngoài, thứ hai là tới lớp mỡ. Cũng có thể là lớp mỡ chứ thực ra nó là một cái lớp. Đúng rồi. Bạc, màu bạc. Ừ. Và tiếp theo là cái đầu tiên, giống như là ba da người mình, giống như là đầu tiên có da, thịt với lại xương. Đúng rồi. Và khi cảm nhận tiếp theo là bơi cái này nó không hề thấy nặng và cứ mãi mà đi thôi. Chính xác. Biết sao làm kỹ không? Làm cái này nó có lớp da, lớp mỡ bên trong nữa đúng không? Bởi vì cho giống thật hơn. Với lại mấy em sẽ có cái cảm giác giống như là mình là một con cá. Đúng rồi, nó mịn bên trong. Và tiếp tục thì là thứ hai nữa đó chính là các bạn có thể tự làm theo cái nào mình thích và tự đặt tên cho cái đuôi của mình. Và đây là hàng chính thức luôn, không có một cái hàng độc quyền. Hàng độc quyền là không có bao giờ có thêm cái hàng 102 luôn. Đúng rồi. Thí dụ như bạn muốn thiết kế kiểu nào, ý tưởng nào làm cho bạn mẫu đó, độc quyền của bạn. Không có cái nào giống cái nào hết. Bạn tự đặt tên cho cái đuôi mình. Đúng rồi, tự đặt tên cho đuôi luôn. Ok, mình sẽ hết, bye bye. Và cảm ơn bạn Abraham đã trả lời rất là dễ thương. Giờ tới phiên bạn. Đúng rồi, thí dụ như cái chiều dài của em là cao như thế này thì người ta ở bên Mỹ khi em đặt mua về người ta sẽ đưa cho em một cái size lớn của cái size đó, nhưng mà
Có thể là cái chiều ngang nó không vừa với em, hiểu không? Nó chỉ có size chuẩn quốc tế thôi chứ không có size riêng của mình. Bơi thì kiểu như là nhắm cái môn khi là sắp xúc ra chân rồi. Mà bơi nó cũng không có chắc chắn nữa. Rồi. Đâu gỡ cái monofin ra cho mấy bạn coi nha nha. Này. Này. Đâu, sắp xúc ra chân luôn hả? Cảm giác của em là giống như là cái chân của em nó không có ăn liền với cái monofin đúng không? Đúng rồi, đây là chiếc monofin của Finfun. Đây có một dòng kiểu Finfun và cái đồ này nó không, nó như là nó mình có thể lấy nó ra nhưng mà như thế thì làm mình rất là nặng, để nước cho nhiều quá nên. Ừ. Rồi nói chung là bạn Khánh nói tiếp đi. Lại nói là khó di chuyển cái phiên cái đuôi là khó di chuyển. Một khi mà đã bơi là giống như là nhân một cục tạ lên thì đó là nặng, là khó bơi. Tạ bằng chân. Nặng lắm hả? Làm mang cái monofin này khó chịu lắm đúng không? Phải dùng lực rất là nhiều. Ok, rồi em muốn nói gì nữa không? Cho các bạn nghe. Các bạn nên mua đuôi xuống người cắt tí luôn. Đúng rồi, bởi vì bây giờ là Tion đã sản xuất được đuôi tiên cá cao cấp luôn rồi. Đây. Và mục đích chủ yếu là để phục vụ cho các em có khả năng trở thành người cá thật sự nè. Mấy em bằng với bạn bè quốc tế nè. Ha. Là mình cũng tự hào Việt Nam mình cũng làm đuôi tiên cá số 1 luôn đúng không? Rồi sao nữa ta? Bây giờ anh sẽ cho em mượn chiếc đuôi tiên cá của anh để em mang vô rồi em bơi cảm nhận nha. Không, Tion lấy thêm một đuôi tiên cá của Tion cho bạn ấy thử rồi hai em cùng bơi với nhau. Cái monofin không? Ừ, cái monofin. Bây giờ tiếp tục. Em mang đuôi Tion vô chưa? Không mặc da Finfun vô hả? Rộng lắm. Vậy hả? Rồi. Cái này là tới mấy ngàn cá mà nó không bao giờ vừa với size của người thích. Nên là rồi. Vậy là hôm nay là Tion sẽ tặng lớp. Cái này chỉ đỡ màu đen thôi. Vậy anh tặng cho em cái monofin của anh nha. Nhưng mà cái này là cảm nhận thiệt không? Thiệt. Thôi bây giờ em làm ơn cởi đuôi ra luôn. Chưa có cảm nhận thiệt gì hết. Em phải đuôi mang đuôi của Finfun vô em bơi cho Tion. Rồi vậy là hai bạn đổi đuôi cho nhau rồi nha. Rồi hai bạn bắt đầu bơi để cảm nhận thực tế nha. Kỳ này là Việt Nam chúng ta sẽ đào tạo ra người cá chuyên nghiệp của thế giới xịn luôn rồi. Bởi vì tôi đã thử đuôi của Finfun rồi, thử đuôi của Metello, thử đuôi của hãng bên Thái Lan. Metello tôi lúc mà đi rừng giải cứu rái cá đó nhớ không? Cái clip mà tôi cứu người chết đuối á. Giải chết đuối luôn. Đúng rồi, mỏng manh đúng không? Rồi bây giờ xuống bơi đi. Bơi với bạn Khánh đi. Ngọc Anh, Ngọc Linh vô bơi chung với các bạn luôn nha. Hai bạn người cá này cũng mặc đuôi tiên cá của Tiêu nhưng mà là dòng trước. Dòng trước. Còn bây giờ là mình dòng mới nữa. Nâng cấp cao hơn nữa. 1, 2, 3 bắt đầu. Các bạn có thấy đuôi của bạn Abraham không? Nó bị cong qua hai bên rất là nhiều, khiến cho lực đẩy nước không có bao nhiêu. Tuy tạo cảm giác cho bạn bơi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà tốn rất nhiều sức. Thì làm sao mà lặn nín thở lâu như người cá thật sự được? Bởi vậy cái đuôi cá monofin của Finfun được thiết kế cho trẻ em bơi chơi là chủ yếu. Mặc dù cái đuôi bạn Abraham đang dùng là đuôi monofin Pro của Finfun luôn rồi, là dành cho người lớn đó các bạn, nhưng mà các bạn thấy đó. Còn bạn người cá Khánh mang đuôi tiên cá của Tion thì bơi lực đẩy đi rất nhiều mà không có tốn sức. Đó là nhờ kinh nghiệm bơi người cá chuyên nghiệp của Tion và những cái nguyên liệu để tạo ra cái đuôi cá này là hàng tốt cả. Lúc trước bán đồ người cá của hãng khác, họ cũng nhái mẫu của bên Finfun nên chỉ làm ra được cái đuôi cá đồ chơi, mặc dù tôi đã góp ý nên tôi không bán đồ của thương hiệu đồ bơi người cá khác nữa mà bán của Merman Tion, của chính tôi làm ra. Thị trường bây giờ đầy rẫy đuôi tiên cá đồ chơi đấy các bạn, không đáp ứng được nhu cầu tập luyện đỉnh cao đâu, nên chỉ có Tion là có đuôi tiên cá chuyên nghiệp và giá cả tốt nhất hiện nay. Mục đích là để đào tạo ra người cá tiên cá thật sự cứu thiên nhiên và động vật. Khi xem hai bạn người cá này bơi, bạn đã thấy rõ rồi đúng không? Giờ nghe thử cảm nhận của hai bạn ấy nhé. Cảm nhận như thế nào khi em mang đuôi Finfun? Rồi cảm nhận như thế nào em mang đuôi công nghệ mới?
của Momention. Thì công nhận thì cái này là dễ lướt nhưng mà có điều là nó rất dễ gãy, khi bạn quật nó sẽ gãy, có thể gãy cong qua hai bên đúng không? Đúng rồi, nó gặp xuống đó. Cái này á, lúc em bơi á, chắc chắn là nó sẽ rất nhanh, nhưng mà đi xuống độ sâu á, khi mình lặn á, người cá là phải lặn. Nước nó vô nhiều quá nó lặn. Nếu mà lặn xuống là nó không có đủ cái sức để em lặn, em phải dùng lực rất là nhiều, rất là tốn sức. Nên cái này á, nếu mà bơi á, dành cho mấy bạn mà bơi. Nhưng mà bơi thường thì cũng sẽ thấy rất là nhẹ và nước rất là nhanh. Đúng rồi, mấy bạn mà bơi không chuyên nghiệp á thì dùng cái này là rất là tốt. Sẽ mình sẽ bơi được trên cái độ nổi rất là tốt, nhưng mà lặn xuống sâu là không được. Giống như là em đi ra ngoài biển á, em lặn xuống nó không có đủ lực để cho em lặn xuống. Càng xuống sâu nó sẽ rất là nặng và nó không có chịu được cái, nó không có giữ được cái đuôi ổn định. Xuống sâu là nó, cái đuôi nó sẽ bị cong, bị quẹo. Khó lặn hơn đúng không? Lúc em bơi thì nó rất là dễ, nhưng mà lặn khó. Đúng rồi, thì nếu mà em mà lặn xuống á, mà em phải tốn nhiều lực á, là em sẽ không lặn lâu được, bị mất quá nhiều oxy. Nên cái này dùng cho bơi thì được tốt. Cái người cá mới thì thế. Rồi. Cảm nhận của em. Thứ nhất là cái đuôi này không có bị lọt ra khỏi chân. Thứ hai là bơi là khá là lướt nướng. Thì lúc mình lặn lặn thì nó không có nặng. Với lại có một điều rất là tốt, đó chính là nó thích với cái chân mình luôn, nó không có bị như là nó không có bị rặn như cái con này. Ừ. Này khá là thích. Đúng rồi. Thì rồi. Cảm ơn sự nữa ha. Rồi. Rồi. Và trên đây là cảm nhận của hai tụi mình về hai chiếc đuôi của Phương Phân và Momention. Các bạn thích đuôi nào hơn hay là các bạn thích gì đó comment bên dưới nha. Nhớ like, share, subscribe nha. Bye bye. Cái gì? Quảng cáo luôn vậy hả? Nhưng mà nhìn thấy cái đường cong của cái đuôi không? Y như cái logo của Tion đó. Cái đó, cái đuôi giống như là đuôi cá là cong vậy đó, thấy không? Rồi, bye bye. Rồi, bây giờ tới bạn Nixin. Bạn Nixin đang giữ kỷ lục về giữ gìn đuôi tiên cá. Đuôi tiên cá của bạn ấy vẫn còn mới tinh sau nhiều tháng trời sử dụng. Hãy chia sẻ bí quyết tại sao đuôi tiên cá của em vẫn còn mới trong khi các bạn đã bị lủng lỗ lởm chởm. Em đâu biết là tại bây giờ mình về nhà, mình tại sao mình phải đi về, mình lấy cái tay mình chà chà nó thôi, mình dắt rồi mình chơi lên thôi. Có bỏ vô máy giặt thì nó sẽ bị vắt thôi. Em không bỏ vô máy giặt mà em dò bằng tay luôn đúng không? Nhưng mà khi mà em mặc đi bơi á, mấy bạn làm rách, còn em không có rách, là tại sao vậy? Tại mấy bạn bơi nặng quá, mấy bạn cọ vô đây nè, rồi mấy bạn làm rách. Mấy bạn làm cọ vô thành hồ đúng không em? Rồi, cảm ơn bạn Nixin chia sẻ nha. Trời, cái áo này mới thiết kế riêng cho Tion, Tion chưa kịp mặc luôn á. Em hốt luôn. Thôi, này xấu hưởng vậy trời. Biết vô đúng lúc không à? Biết hốt kèo ngon không à? Rồi hốt luôn đi. Em mặc vừa mà. Nếu em mặc vừa cho em hả? Còn kèo khó cho Tion nữa, mặc vừa cho em nữa mới giữ chứ. Rồi, các bạn đợi nha, mình chuẩn bị xuống. Em bữa nay đi bơi chưa có mắt kính nữa ha. Ồ yeah. Cái này là bạn của em hả? Xuống bơi luôn đi. Không có đuôi cá ngại hả? Đâu có đi bơi mà đâu có gì đâu. Xuống nước chắc teo không? Không biết đâu đi, bữa trước đó.
Làm như live show của em vậy, hôm nay tính live show của Tion mà thành em luôn rồi. Ôi dừa ba ơi. Thấy Tion mặc đồ cũ hoài thấy không? Dừa luôn hả? Vậy là em tính lấy luôn hả? Chứ giờ không để bỏ, bỏ uổng á. Trời. Rồi bây giờ các bạn người cá đã sẵn sàng bơi chung với nhau chưa? Chưa. Hả? Rồi. Rồi nha. Rồi, mấy bạn về đây xuất phát đi. Chị hôm nay có quà gì Tion? Tion cũng không biết nữa, đó là một món trang sức dành cho tiên cá. Nhưng mà bữa nay em mặc bộ đồ vậy là hot hơn anh rồi đó. Rồi bắt đầu vô chưa? 1, 2, 3 xuống nước. Xin chào các em. Xin chào ơi. Rồi, em mới nói gì? Em mới gọi tên Tion hả? Dạ. Rồi, anh Tion chào em. Giới thiệu với em, đây là các bạn người cá trong câu lạc bộ tiên cá của Tion. Trai ơi, sao biết? Rồi, mấy em muốn làm người cá luôn không? Dạ muốn hả? Bây giờ các em chuẩn bị coi các bạn người cá bơi tập luyện với nhau nha. Ừ. Rồi, bây giờ trước khi bơi tập luyện với nhau. Tion sẽ. Rồi bây giờ Tion sẽ hướng dẫn các em kỹ thuật tạo dáng ở dưới nước, là tất cả các người cá khi lặn xuống nước á, mình phải tạo dáng ở dưới đáy nước. Kỹ thuật tạo dáng dưới nước là các em hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi, nhẹ thôi, chìm xuống đáy nước, xong rồi nín thở lại, đếm 1, 2, 3, xong rồi thở nhẹ ra bằng mũi, nổi lên, hít hơi vào tiếp. Coi Tion làm bắt trước nha. Em nào làm không được là hồi không có tạo dáng dưới nước đẹp đâu. Rồi Abraham làm cho các bạn coi thử coi. Làm gần đúng rồi, các bạn khác làm cho Tion coi thử nè. Mục đích của bài tập này sẽ giúp cho các em kiểm soát được hơi thở trong nước. Mấy em cần tập thở nhẹ ra để có thể chìm xuống nước dễ dàng, nhưng không phải là thở hết hơi ra, nhớ nha. Ai mà thở hết hơi ra thì sẽ không ở được lâu trong nước. Mấy em ơi, bây giờ tạo dáng dưới nước nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
Bây giờ chúng ta sẽ bơi 3 vòng, rồi lặn 3 vòng, rồi bắt đầu vô chương trình chơi tạo dáng dưới nước. Ôm người cá bạch hổ dìm xuống nước. Trong khi xem các bạn người cá tạo dáng dưới nước, kể từ bây giờ mỗi tuần Tuyên cũng kể một câu chuyện có thật về người cá rất thú vị cho các bạn nghe. Hồi tháng 4 năm nay, tại Mỹ, ở bang California, phát hiện một cô gái hầu như trần truồng, tóc ướt, bước dưới hồ nước ở thành phố Fresno, lên bờ. Cái thành phố này nằm giữa Los Angeles và San Francisco, thì cảnh sát mới phát hiện mấy ngón chân của cô này bị dính lại với nhau, gọi là web toe, rất hiếm gặp ở người thường. Cảnh sát mới xác nhận thời gian tìm ra cô ấy với tạp chí Independent là lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 4. Đặc biệt là cô này không có thẻ căn cước gì cả. Còn khi hỏi thông tin cá nhân thì cô ta chỉ nói được tên của mình là Joanna và một câu đơn giản duy nhất: I don't know.
Vì thấy cô này có vẻ thần kinh quá nên cảnh sát đem vào bệnh viện khám. Theo nguồn tin cung cấp thì cô gái này rất thông minh và nhạy bén nhưng chỉ trả lời đơn giản. Sau đó cô được liệt kê vào danh sách những người từng bị mất tích và nhờ cộng đồng hỗ trợ xác nhận danh tính. Nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra. Và từ khi cô gái này được đưa vào bệnh viện xong, báo chí cũng mất luôn thông tin. Còn cảnh sát ở Fresno thì nói chỉ thả cô ấy ra khi nào được xác nhận danh tính. Theo bạn nghĩ cô ta có phải là một người cá thật sự không? Và tôi cũng chia sẻ thêm, hiện nay ở Mỹ có 1.000 người cá đang hoạt động chuyên nghiệp. Đây là một việc làm thật sự rất hot và lương cao. Làm người cá mang lại niềm vui và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nên mấy cái đuôi cá ở Mỹ rất là mắc tiền và cũng mau hư chứ không rẻ đẹp như đuôi tiên cá tiêu làm cho các bạn. Đúng là làm người cá ở Việt Nam thật là sung sướng. Rồi, với phần thi sự kiện của câu lạc bộ tiên cá tuần 31 nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Tuần 31 này chúng ta có phần thi sự kiện là bắt chước làm giống là Ti-un làm như thế nào ở dưới nước. Bạn nào làm giống nhất, đúng nhất thì bạn đó thắng. Thí dụ Ti-un nằm ở dưới nước thì các bạn cũng phải nằm dưới nước. Ti-un ngồi dưới nước thì các bạn phải ngồi dưới nước. Đúng rồi. Bạn nào làm được đúng nhất cuối cùng là bạn đó thắng nha. Cái luật chơi là như vậy thôi, rất là đơn giản. Các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Là chỉ có một phần thưởng dành cho bạn thắng nhất thôi. Thì bây giờ tôi ngồi xuống nước, tôi làm sao? Các bạn cứ làm giống y chang Ti-un thì các bạn thắng. Còn bạn nào làm không giống thì là thua ra ngoài, hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Chỉ có người cá mới thi nha, Nori không biến hình người cá là Nori không được thi. Bắt đầu nha các bạn, nhìn nè. Động tác thứ nhất. Động tác thứ nhất là Ti-un mi gió ở trong nước á. Các bạn phải làm đúng giống Ti-un thì được, còn không đúng là sẽ bị loại. Các bạn không có được lại gần Ti-un. Các bạn ở sát cái vách tường để Ti-un quay vô máy camera chỉ vô các bạn. Ti-un quay tới bạn nào thì bạn đó làm. Hiểu không? Hiểu rồi. Tập giống như hồi nãy đó. Là chú ý vô camera nha. Ti-un chỉ camera vô thì bạn làm. Làm được thì thắng, còn không làm được thì bị loại ra liền. 1, 2, 3 bắt đầu, nhìn một lần thôi nha. Rồi tôi bắt đầu lại. Lại bàn tay ra làm không đúng. Lại. Em chưa có nghe kịp mà tôi đừng có lại em. Thì em làm sai phải lại em chứ. Làm sai chỗ nào? Không có cơ hội lần hai. Đó, đây chỉ còn có Nixon, Khánh, Ba Sa và Tara làm đúng. Còn mấy bạn kia chưa đúng. Bây giờ sẽ khó hơn. Thở ra bằng mũi, ngồi chồm hổm dưới nước, mi gió. Xong rồi thả tim, thở ra bằng mũi nổi lên, sẽ dài hơn một chút. Phần này thì tôi thấy chỉ có một mình bạn Nixon đúng thôi. Vậy là phần quà sẽ thuộc về bạn Nixon. Lâu lâu không để ý tới Nixon, Nixon thắng sự kiện hoài à. Vậy luôn hả, Nixon mạnh quá ha. Rồi, mấy em cố gắng tập nha. Dạ. Thì qua tuần 32 sẽ khó hơn nữa. Dạ. Cũng liên quan lặn ở dưới nước. Cái tuần 31 thì mình tạo dáng rồi, tuần 32 thì cũng lặn dưới nước nhưng mà làm chiêu khác khó hơn nữa. Pizza. Thank you. Ủa, sao bữa nay chị người cá Britney không bơi?
Đứa này bị bệnh. Bị bệnh. Trò chơi tiếp theo sẽ là water polo. Leon ơi, trò chơi lần này có tặng không? Có tặng cái quà gì không? Có luôn. Tặng kem. Kem. Đội nào thắng thì sẽ được ăn kem. Kem Lào á, kem Thái Lan, kem Hàn Quốc, kem Mỹ, kem Hợp, kem cây, kem hồi bóng đi mời rồi. Không, kem ở đây luôn, kem 10.000 một cây. Mắt dễ sợ mắt. Chị Mai, lấy giờ em đi dài. Rồi. Đưa cho anh cái quả bóng em ơi. Tiêu nói lại luật chơi water polo nha. Thì sẽ có hai đội, mỗi đội có một thủ môn. Đội nào mà chọi banh vô khung thành của thủ môn thì sẽ thắng. Khung thành được tính từ giới hạn giang tay của thủ môn đó. Hiểu không? Nếu như mà vượt qua tay của thủ môn thì thắng đúng không Tiêu? Chọi banh vô phạm vi giang tay của thủ môn mà thủ môn chụp không được, mà nó bay trái banh ra phía sau là thắng. Còn chụp được là coi như là không có điểm, tại thủ môn chụp được. Thủ môn chụp được là thủ môn có điểm. Đá banh gì đó. Là không, có điểm. Đúng rồi, giống như đá banh vậy á. À, nhưng mà cái khung thành là trong phạm vi một giang tay. Give me banh ơi. Hồi lần trước xéo nữa là đội Tiên thua, bởi vì đã đưa còn tờ mấy người à. Thì cái sư kinh không là đội bên kia người cá lê vợ không luôn. Rồi bây giờ ai muốn bên đội Tion nè? Rồi đưa trái banh đây, mấy em xuống nước trước. Ai mà chụp được trái banh thì bên đội Tion. Đụng vô trái banh được đầu tiên nha là bên đội Tion nha. Còn bên đội Thai thì sao? Bên đội Thai không thì, đội Thai không ừ. Là Tion sẽ chọn ra hai bạn cho đội của mình, còn những bạn còn lại là cho bên đội em luôn. Tion chấp hết luôn á. Ô, chấp hết Tion luôn hả? Ok luôn. Rồi, mấy em sẵn sàng chưa? Tion quăng banh xuống nha. Chỉ cần ai chụp được trái banh là sẽ bên đội Tion. Một. Hai. Ba. Wow. Chúc mừng bạn Tony bên đội Tion. Rồi còn một lần nữa. Một. Hai. Ba. Tony lấy hoài à. Nixin bên đội Tion. Rồi. Rồi. Vậy là bên đội Tion có hai bạn đó. Ở đây còn dư bao nhiêu bạn? Chấp hết luôn hả? Chơi thua là em bao kem hết mọi người nha. Bà lo, có người lo rồi, có người tài trợ. Tion á, bạn ấy nói người tài trợ là Tion á. Không có Tion đâu á, đội nào thua là đội đó bao kem á. Vậy là đội mình có 5 người chơi. Đúng rồi. Một nè, bạn Tara nè, Nixin nè, Koro nè, Tony nè, Basa nè. Ít quá mọi người yếu không. Còn bên đội của ai mà kêu Basa là 20.000 cây á. Tai, chỉ có bạn Khánh rồi đúng không? Rồi bắt đầu đi chơi nè, xuống nước. Em có đội nào xem xong. Thôi lấy xong thắng cái bành. Em muốn lấy nào lấy cái khung. Không xem ơi, cái quy luật là xem. Đây đây không bằng. Khung thành là trong gian tay của em à. Một, hai, ba. Vậy là sự kiện câu lạc bộ tiên cá tuần 31 kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn tuần 32. Bây giờ Tiun và các bạn người cá chơi water polo dưới nước nha. Tạm biệt.